Sau đợt ngập lịch sử trên đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, hai lầu gạch tại xã Cửa Dương tan hoang vì bị nước lũ tràn qua. Đợt lũ xảy ra khi trong lò gạch Minh Viên, xã Cửa Dương đang nung hơn 200.000 viên gạch và hơn 2 triệu viên gạch mộc bị ngâm nước, gạch biến thành đất vụn, tàn nát. Lũ nó tràn vô là mình không có thể trả tay kịp. Trong vòng 10 phút là nước nó sẽ tràn vào lò gạch, hư hết tất cả. Khoảng hơn 2 triệu viên gạch mộc nó đã tan thành sình hết rồi. Thứ nhất, rồi thứ hai nữa, phần máy móc là nó đã ngập nước hết, không có còn những cái thứ gì để hoạt động hết. Tủ điện đồ đều hư hết. Khoảng 3 tháng mới khắc phục xong. Lò gạch đang có hơn 30 công nhân đang làm việc. Thiệt hại ban đầu của lò gạch này do ngập lụt ước tính khoảng hơn 2 tỷ đồng.